大丈夫ですか。Xong rồi ăn cái này với cơm thì là theo dạng là sushi style đúng không? Xong rồi trộn lên đúng không? Canh nào? Canh lát này, đổ một canh lát đổ cái này lên. Đổ thêm canh nào? Ờ, chả liên quan luôn. Em thử chị xem. Quay đấy, chị quay. Hôm nào cũng sẽ thế anh ạ. Vậy em đang đặt chỗ trước rồi. Nhưng vấn đề buổi sáng ăn sáng nó cũng vậy mà.
bắt đầu. Trước rồi bạn ấy nhìn lên rồi. Tức là chị chưa ăn bao giờ gì? Này, chị anh bắt ở đâu nhỉ? Sữa ăn đấy, chị sữa ăn mà. Nhiều quá. Đây là bò. Bò trong cô nhỉ? Ừ. Giờ hơn lại hết thì chị nhớ không đến ngon. Hàng này có chị nhận được cái gì? Chị nhận cát. Thoáng mà. Giang Bông ơi, Giang Bông ơi, được ăn chưa?
Đang quan. Ok. Có vẻ vẫn cái khoai lang này như kiểu là được tẩm cam ấy. Khoai lang nào đây này à? Ăn thơm khoai lang ngon mà như được tẩm cam nhỉ. Tôi cũng đã ăn khoai Nhật. Mày thèm mấy hôm nay nữa. Ôi sao cao vỉa hè vỉa hè chợ chết rất nhiều. Miệng khá to nhỉ. Ngon đấy. Ngon đấy. Nhưng mà ăn phải miếng cơm. Không gì cả. Ừ. Này chị ăn không được. Blogger là mùa này á. Thơm quá. Cá này là cá thu. Nó gọi là cá thu đao. Ôi đẹp luôn, mưa rơi. Ủa, mưa rơi. Bạch quá, trời ơi.